Kính thưa Thánh của Chúa, chúng ta sẽ cùng với nhau có những lời ca ngợi cảm tạ Chúa của chúng ta là Đấng đã làm những việc diệu kỳ cho chúng ta. Thưa Thánh của Chúa, các hội thánh của chúng ta ở các nơi vẫn tiếp tục tổ chức trại hè cho thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ và nam giới. Họ tổ chức rất là trễ, mà tôi cảm ơn Chúa là thiếu nhi vẫn họp lại rất là đông. Về phụ nữ thì dễ dàng hơn vì họ có thể tổ chức bất cứ lúc nào. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì cả phụ nữ cũng như là thiếu nhi đều hết lòng yêu mến Chúa. Và tôi thấy nhiều cháu bước lên cầu nguyện, dâng mình, hoặc là tin Chúa, hoặc là ăn năn trở lại kết ước với Chúa, hoặc là hầu việc Ngài. Và xin Chúa dùng các cháu để các cháu làm những việc lớn cho Đức Chúa Trời mai sau. Các phụ nữ luôn luôn là những người rất năng nổ trong hội thánh. Và kinh nghiệm của tôi trong nhà của Chúa nhiều năm, thì nơi nào ban phụ nữ mạnh mẽ thì hội thánh luôn luôn mạnh mẽ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho các ban phụ nữ, dầu bất cứ dân tộc nào, cả dân tộc Kinh, đều mạnh mẽ hầu việc Đức Chúa Trời, dâng mình cho Chúa để làm vinh quang danh của Ngài. Và khi các thanh niên dâng mình cho Chúa như vậy thì tôi mừng lắm, vì các cháu sẽ không đi ra đời để rồi mất đức tin trong đời sống thuốc lá, rượu, những đời sống xấu xa, mà các cháu buộc mình ở trong Chúa để hầu việc Ngài. Và đây là hội thánh tương lai của Chúa, và tôi mừng rỡ cảm ơn thương xót của Ngài. Và nguyện Chúa cho để rồi tất cả các ban phụ nữ cũng như là ban thanh niên, ban nam giới, ban thiếu nhi đều dâng mình hầu việc Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng ta. Và nguyện Chúa cho trong năm sau thì đến mùa hè thì còn nhiều người hơn nữa hầu vì Chúa và cùng với nhau thờ phượng Ngài. Và lúc đó thì không phải mướn một cái rạp nào để mà làm nơi thờ phượng Chúa, mà mỗi nơi đều có nhà nguyện rộng rãi thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta. Nguyện Ngài ban phước cho hội thánh địa phương. Và tôi cũng cảm ơn Chúa vì anh em sau khi đã tiếp nhận Ngài, cầu nguyện dâng đời sống mình cho Ngài, thì anh em được làm lễ báp têm. Và đây là một giáo khu, và hình ảnh anh em làm lễ báp têm làm cho tôi rất là xúc động. Vì cớ sông nước mênh mông, anh em làm lễ báp têm thật là đẹp. Và tôi xin Chúa cho anh em không phải chỉ là thực hiện một cái nghi lễ mà Chúa dạy dỗ, nhưng mà anh em cũng phải thực sự được đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa qua lễ báp têm. Và tôi cảm ơn Ngài vì mọi điều Chúa ban cho hội thánh của Chúa. Tôi cũng cảm ơn Chúa nhiều lắm vì hội thánh của Chúa vẫn tiếp tục chương trình cứu trợ. Đây là hình ảnh của thầy truyền đạo Hoàng Văn Thắng cộng tác với một số hội thánh địa phương trong công tác cứu trợ cho những người đang nghèo khổ. Và tất cả hình ảnh đó đều đem lại kết quả nhờ Chúa, cũng cầu nguyện cho những người mới tin Ngài. Và tôi cảm ơn Chúa về những người đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Và xin Chúa cho chúng ta trong hội thánh luôn luôn đùm bọc nhau để cùng với nhau lo công việc nhà của Chúa. Và chúng ta không bỏ rơi một người nào, nhưng mà ơn Chúa chúng ta lo tất cả anh chị em của chúng ta. Và họ cũng cầu nguyện chữa bệnh cho những người đạo yếu, và nguyện Chúa nhậm lời, Chúa chữa lành cho anh chị em của chúng ta. Và tôi cảm ơn Chúa vì cớ không những anh em lo lắng hết lòng, nhưng mà anh em cũng đi truyền giáo. Và hình ảnh truyền giáo của họ làm cho tôi rất là xúc động. Họ đi trong trời mưa, họ điện thoại cho tôi là: "Mục sư ơi, mưa lớn lắm." Nhưng mà rồi họ vẫn cứ đi. Rồi khi đi về, họ điện thoại cho tôi: "Tụi con ướt hết rồi." Mà tôi chỉ cười thôi, cảm tạ Chúa. Vì cớ anh em nói mà vui, không một lời than thở, vì được cùng với nhau lo lắng công việc của Chúa. Và tôi cũng cảm ơn Ngài vì họ cũng chữa lành cho những người bệnh. Rồi những người mới tin Chúa cũng đã đứng với họ để chụp hình chung
Và chúng tôi mong rằng cái nơi mới này ở xã Nậm Nia thì sẽ có một hội thánh mới mở ra cho nhà Đức Chúa Trời. Và đây là những người mới tin Chúa, và xin Chúa gia đình này mạnh mẽ đứng lên để lo công việc của Ngài. Nhưng mà điều tôi được khích lệ hơn hết đó là công việc Chúa mà Chúa làm qua một cô tên là cô Thơm. Cô Thơm là truyền đạo của thánh chúng ta. Rồi cô cùng với một người bạn gái của mình là cô Thơ, hai chị em cùng đi để truyền giáo cho người dân tộc ở tại Vinh, ở tại Nghệ An. Và cảm ơn Chúa, có một số người tin Chúa. Và tôi nhìn hình ảnh này tôi thích lắm, vì chúng ta biết rồi, những ngày qua thì Nghệ An anh em chúng ta bị bắt bớ dữ dội là dường nào. Và trước mắt chúng ta đây cũng có anh em ta bị bắt bớ mà phải trốn chạy đến đây. Và bây giờ thì ở đó lại có thêm người tin Chúa. Và tôi mừng rỡ vì cớ cô Thơm đã nhờ ơn Chúa đi bằng chính xe máy của mình, dầu trời rất là khó khăn khi trời mưa. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì cô cũng lo một bà cụ già, rồi một bị cháu bị mù mắt. Nhưng mà tất cả mọi người đều cần được cứu. Và tôi cảm ơn Chúa vì sách vở được đưa đến, rồi cả cái loa nghe cũng được đưa đến cho anh chị em. Và nguyện Chúa giúp đỡ, đỡ đứng vững ở trong ơn của Ngài. Và nguyện Chúa cho nơi này sẽ trở thành một hội thánh cho Chúa. Và tôi có bức ảnh của bà cụ đang ngồi ở đó, thì bà cụ chụp ảnh và bà cụ đưa hai ngón tay thế này. Tôi rất là ngạc nhiên vì cách này là cách của thanh niên, không phải là cách của người lớn tuổi. Mà lạ lắm, bà cụ đưa ngón tay chữ V đó. Tôi rất là cười, cảm ơn Chúa. Như bà cụ vui vẻ, tôi mừng. Và cho họ được tin vững vàng nơi Chúa, và cho mục vụ của cô Thơm, cô Thơ, cũng như là nhiều anh em khác của chúng ta được kết quả. Và tối hôm qua thì tôi nhận được một cái bản tường trình về công việc Chúa của thầy Phạm Bá Lượng ở tại Nghệ An nữa. Nhưng mà tôi nói với thầy là tuần sau tôi đưa lên, vì lúc đó tôi đã đưa tất cả hình ảnh lên rồi. Và tôi cảm ơn Chúa vì anh em vẫn đi nơi này nơi khác để lo công việc của Ngài. Nhưng mà vấn đề bây giờ là xin cầu nguyện đặc biệt cho chị Lầu Y Pà, là chị của cô Lầu Y Tùng, một con dân Chúa người Hờ Mông tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Chị lại bị đe dọa sẽ vào tù vì chị không chịu bỏ đạo. Và gương sống đức tin, trung tín, yêu thương và nhịn nhục của chị đã làm cho nhiều người khác tin Chúa. Bây giờ vấn đề họ không chịu nổi vì có thêm người tin Chúa qua gương sống của chị. Và bây giờ họ nhất quyết là đuổi chị ra khỏi làng, hoặc là đưa bỏ tù để không còn gương sống đó, để cho không ai tin Chúa nữa. Nhưng mà chúng ta biết rồi, họ có thể trói tay chúng ta, nhưng mà không thể nào trói được tin lành của Chúa. Chúng ta biết chắc điều đó, tin chắc điều đó. Hội thánh của Chúa những năm qua đã cho thấy được đó rõ ràng. Và chúng ta cứ nhờ cậy Ngài, không lo lắng chút nào. Và xin Chúa giúp đỡ, để rồi dầu giữa hai hàng nước mắt của những sự khổ đau, thì chúng ta sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Ngài và ca tụng danh của Ngài. Lịch sử Hội Thánh suốt 2000 năm qua đã cho thấy điều đó. Những người sắp chết ở đấu trường do thú dữ xé xác thì họ cất tiếng ca vang. Herod không thể nào bắt họ ngậm miệng. Domitian không thể nào bắt họ ngậm miệng. Không, không ai bắt được. Và phần thưởng họ trên trời là lớn lắm. Và những giọt máu của họ là hạt giống của tin mừng Chúa. Tôi biết chắc điều đó. Và xin Chúa cho họ vững vàng. Chúng ta hết lòng cầu nguyện cho anh em ta, không bỏ rơi họ. Bây giờ kính mời ta đứng dậy, ta cầu nguyện. Chúa yêu dấu của con cảm ơn Ngài vì
Các hội thánh của Chúa đến hôm nay vẫn còn tiếp tục tổ chức trại cho thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ, nam giới. Và nơi nào con cũng thấy anh em con họp lại đông vui. Và hơn nữa, nhiều người ăn năn để kết ước với Ngài, nhiều người ăn năn tội để tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, và một số người đã dâng mình hầu việc Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài vì anh em con đã bày tỏ đức tin của mình, công xưng đức tin của mình mạnh mẽ khi anh em con chịu báp têm giữa dòng sông ai cũng thấy. Ơi muốn công bố với mọi người rằng họ thuộc về Đức Chúa Trời, họ là con dân của Ngài. Và không phải chỉ là nghi lễ của tiệc thánh, nhưng của báp têm, nhưng mà đó là sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa vinh hiển. Xin ban năng lực cho anh em con, và xin cho những công tác cứu trợ của anh em con ở các nơi đều đem lại kết quả cho nhà Chúa, đùm bọc lẫn nhau. Và hỡi Cha, con xin Ngài làm việc lớn lao của Ngài cho anh chị em con ở tại Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Anh em con chịu biết bao nhiêu là khốn khổ rồi, cả chục năm rồi. Hỡi Cha, xin thực hiện công việc lớn lao của Ngài. Và Cha ơi, xin cứu anh em con. Con cầu nguyện cho cô Lầu Y Pà. Hôm trước cô đã bị lấy mất con bò, và bây giờ lại tiếp tục những khó khăn khác. Hỡi Cha, xin làm cho người không tin Ngài đã làm khó anh em con là những việc không xứng đáng, thì chính họ phải ngưng lại bởi năng quyền của Chúa. Hỡi Cha, xin trói buộc năng quyền của ma quỷ, và cho hội thánh của Ngài được tự do yêu mến Ngài, thờ phượng Ngài, giữ đạo, hành đạo. Chúng con cảm ơn Ngài. Cha ơi, xin ban phước cho cô bà, chồng cô, cả gia đình đứng vững ở trong chính mình Ngài. Cũng ban phước cho cô Lộ Y Tùng đứng vững ở trong Chúa để hầu việc Ngài hết lòng. Và con cũng cầu nguyện cho cô Lộ Y Hoa, em gái của cô Tùng, cũng sẽ vững vàng với Chúa. Dầu chồng chưa tin, cô cũng nhất quyết dâng con mình cho Ngài, cháu Sua, cháu Joshua, để rồi cháu đứng vững, mẹ cháu, cả gia đình càng lúc càng yêu mến Ngài bởi năng quyền của Chúa. Là Chúa, con cầu nguyện với Ngài, xin Chúa ban phước giúp đỡ cho anh em chị em con ở đó, để rồi công việc Chúa càng ngày kết quả. Con cảm ơn Ngài vì công việc của cô Thơm, cô Thơ. Hỡi Cha, xin tiếp tục gửi họ đi. Con cảm ơn Chúa vì những mục vụ lạ lùng anh em con làm, dầu yên lặng, dầu nhìn như là rất nhỏ, đối với con thì hết sức là lớn. Vì một linh hồn ở tại đó quý là giường nào. Mà hỡi Cha, xin Ngài giúp đỡ cho cô Thơ, cô Thơm được ơn của Ngài, để hai chị em cùng lo công việc Chúa càng ngày càng kết quả hơn, để danh Chúa được vinh hiển. Ngài cũng cho công tác truyền giáo của anh em con ở tại Nam Lắc được kết quả cho Ngài, ở cả giáo hạt đó kết quả cho Ngài. Và Ngài lập hội thánh Ngài tại Nậm Nia. Con cảm ơn Ngài rất nhiều. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài luôn luôn nghe lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời thánh ăn tọa.